Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Phụ nữ khởi nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, có những con người sau khi đã trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, đến khi nhìn lại, họ không thể lý giải được vì sao mình lại có thể vượt qua những sự chông gai, thử thách ấy. Và khi đã có những thành quả ngọt ngào, thì quá khứ vất vả luôn là những ký ức không thể nào quên. Đó là khoảng thời gian trui rèn ý chí, nghị lực, bản lĩnh để họ vững vàng trên con đường lập thân, lập nghiệp. Câu chuyện sau đây kể về một phụ nữ, dù còn khá trẻ, nhưng giàu ý chí và bản lĩnh trên con đường khởi nghiệp. Chị là Trần Thị Ngọc Hoang, ở khu phố 1, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết. Mảnh đất thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam là nơi chị Trần Thị Ngọc Hoang sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo lại đông con. Từ nhỏ, chị đã có một tuổi thơ cơ cực. 9 tuổi mới được học lớp 1. Đến lớp 5 thì chị đành phải gác lại ước mơ đến trường. Từ đây, chị bắt đầu những chuỗi ngày làm thuê, làm mướn khắp nơi để phụ ba mẹ nuôi các em. Dẫu cuộc sống gặp muôn vàn khó khăn, thiếu ăn, khát uống, nhưng Hoang vẫn hy vọng có một ngày nào đó số phận sẽ đổi thay. Cũng vì cái nghèo, cái khổ mà con đường tình duyên của Hoang cũng gặp nhiều trắc trở. Đau buồn không làm chị chùn bước, trái lại trở thành sức mạnh giúp chị có thêm nhiều nghị lực và quyết tâm vượt khó vươn lên, lấy công việc làm niềm vui cho cuộc sống. Từ đây chị đã lao vào kinh doanh buôn bán đủ thứ, bất kể ngày hay đêm, miễn kiếm được đồng tiền chính đáng bằng mồ hôi công sức của mình. Tôi được sinh ra trong một gia đình có 8 chị em, mà tôi là người thứ 5 trong gia đình. Vừa tròn 14 tuổi là đã đi làm giúp việc cho những người khác. Mỗi năm thì chỉ được về quê có một ngày vào những dịp Tết. Về đến nhà thì chỉ có thể dành một chút thời gian nấu ăn cho những đứa em và phải tiếp tục lên đường. Cho dù có khổ cực cỡ nào thì cũng phải làm hết. Chính vì kiểu đời đó, lớn lên tôi rất luôn khao khát mình làm sao để kiếm được thật nhiều tiền, để cho các em không phải lo tới cơm áo gạo tiền nữa, và đặc biệt là các con của mình không có phải sống với cái tuổi thơ cơ cực giống như mình. Và đó là động lực giúp tôi ngày càng cố gắng phải vượt lên cái nghèo. Dường như ông trời không phụ lòng người, chịu thương chịu khó. Con đường làm ăn của chị Hoang ngày càng trở nên hanh thông. Những năm trái thanh long thịnh hành được giá, nghề buôn thanh long của chị có khi tháng kiếm vài trăm triệu. Tích lũy được nguồn vốn, chị đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản và nhiều lĩnh vực khác. Do mải mê làm kinh tế, hôn nhân gia đình đổ vỡ, con gái của chị rơi vào tình trạng trầm cảm. Trong quá trình đưa con đi chữa trị, chị đã may mắn được tiếp cận tìm hiểu và tham gia học tại trường John Robert Ball. Đây là môi trường đào tạo ra rất nhiều doanh nhân thành đạt và những người trong lĩnh vực giải trí. Sự đầu tư cho việc học cùng với ý chí quyết tâm đã đem lại cho Hoang những sự thành công bước đầu. Năm 2022, Trần Thị Ngọc Hoang quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu doanh nhân Hoàng Vũ để thử sức. Trải qua 3 vòng thi với sự tham gia của hơn 30 người đẹp, Trần Thị Ngọc Hoang đã xuất sắc đăng quang vương miện danh hậu Hoa hậu doanh nhân Hoàng Vũ năm 2022. Mở cái trung tâm này tại Phan Thiết, đó là một cái bước ngoặt và một cái sự kiện lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Thì qua cái chương trình mình học tại GRB, bản thân tôi thay đổi rất là nhiều. Lúc đó tôi về tôi biết làm bạn cùng con, và tôi cũng về chia sẻ những cái kiến thức của mình học được cho gia đình của mình và những người mình quen biết. Thì những cái người đó cũng có những cái thay đổi rất là tích cực và trở nên hạnh phúc hơn. Đó là một cái lý do mà khiến tôi thôi thúc đưa cái chương trình đó, muốn đem về quê hương tại Phan Thiết, Bình Thuận của mình. Tôi muốn mình trao đi cái giá trị cho người dân quê hương của mình, và đặc biệt là những chị em phụ nữ, những người chưa có một cái cơ hội hoặc là chưa có một cái môi trường để mình trải nghiệm, thì đây là một cái chương trình để mà tất cả chị em chúng ta hoàn thiện và thay đổi bản thân mình hơn. Nhận thấy việc trang bị thêm nhiều kiến thức, kỹ năng là rất cần thiết đối với phụ nữ. Thế nhưng với mức phí khá cao nên nhiều người dân Bình Thuận khó có thể theo học được. Sau bao năm ấp ủ,
Trần Thị Ngọc Hoang quyết định mang chương trình của trường học mà cô từng trải nghiệm về Bình Thuận. Trung tâm H&N Academy ra đời, chuyên mở các lớp đào tạo kỹ năng giao tiếp, khơi dậy những tiềm năng tố chất bên trong mỗi con người, giúp mỗi người nhận biết được khả năng của bản thân, để từ đó có sự tự tin. Với giáo trình linh hoạt dành cho nhiều đối tượng, lứa tuổi đào tạo, sự tự tin, yêu thương gia đình và tác phong thanh lịch, trang bị các kiến thức, kỹ năng như cách làm vợ, làm mẹ, làm người quản lý. Bên cạnh đó cũng có những khóa đào tạo phát triển văn hóa nghệ thuật, MC, người mẫu. Đây có thể được coi là ý tưởng khởi nghiệp mới lạ và có phần táo bạo. Bởi để xây dựng ra một trung tâm H&N Academy, chị đã đầu tư gần 5 tỷ đồng. Một cái điều ở em làm cho tôi khâm phục, đó là gì? Em nói là em muốn mang cái sản phẩm, mà cái sản phẩm giáo dục mà nó đã thay đổi cuộc đời của em, nó thay đổi, nó tác động thay đổi cái con người của em từ ngoại hình cho đến cái nội lực bên trong. Em muốn mang cái sản phẩm này về đến cho các học sinh, các học viên ở Bình Thuận. Những người mà nếu để học những cái việc như em gì đó, những cái khóa học như em tại Sài Gòn thì người ta không có điều kiện. Một người đẹp mà có tầm nhìn cho cộng đồng như vậy thì tôi rất là cảm động, tôi rất là vui. Và ngày hôm nay muốn chúc mừng em, chúc mừng cái sản phẩm mà em ấp ủ, em chăm chút và em muốn thật sự lan tỏa ở Bình Thuận với một cái giá phải chăng để mà tất cả mọi người được tiếp cận. Ước mơ thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống, khơi dậy những tiềm năng tố chất của mỗi con người của chị Hoang đã trở thành hiện thực. Mô hình này đạt được thành công bước đầu của Hoa hậu doanh nhân Hoàng Vũ Trần Thị Ngọc Hoang đã mở ra hướng làm ăn mới của người phụ nữ hiện đại quyết đoán, dám nghĩ, dám làm và làm đến cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Phụ nữ khởi nghiệp đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.